Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại Bản Lĩnh thuộc xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nơi đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng vào đêm ngày 24 tháng 7 vừa qua, gây rất nhiều thiệt hại về cả người và tài sản. Và như quý vị đã thấy ở đây, sau nhiều ngày thì hậu quả của cơn bão vẫn còn rất là rõ rệt ở trên mảnh đất này. Và trong suốt những ngày này thì lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân và dân quân tự vệ đã nỗ lực ngày đêm hết sức mình để có thể giúp đỡ người dân ở đây tìm kiếm những nạn nhân vẫn còn đang mất tích, cũng như là khắc phục hậu quả sau cơn lũ quét và giúp cho người dân ở đây có được một cuộc sống ổn định hơn sau cơn lũ. Bản Lĩnh là nơi lũ ập xuống nhanh và gây thiệt hại vô cùng nặng nề với nhiều người thiệt mạng và mất tích. Người dân nơi đây vẫn còn ngẩn ngơ khi nhìn tài sản của mình bị lũ quét sạch. Quốc lộ 12 sau nhiều ngày nỗ lực của lực lượng chức năng đã có thể lưu thông, nhưng vẫn đầy nguy hiểm. Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, nỗ lực từng giờ, từng phút, bất kể ngày đêm hay thời tiết là tinh thần của Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên những ngày này để phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, giúp đỡ người dân tháo dỡ 15 nhà trong khu vực có nguy cơ sạt lở và khắc phục những hậu quả khác. Một giờ sau lũ nhận được tin thì chúng tôi đã cơ động lực lượng 250 đồng chí lực lượng thường trực của Bộ Chỉ huy tỉnh và huy động 100 lực lượng dân quân của huyện Điện Biên, 114 đồng chí lực lượng dự bị động viên của huyện Điện Biên đã có mặt tại khu vực Mường Pồn để khắc phục hậu quả. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các lực lượng công an biên phòng tổ chức tìm kiếm để cứu nạn những người bị mất tích, những người bị chết và khắc phục hậu quả những nhà bị cuốn trôi và đổ sập. Tại Hồi Ké, nơi cách trung tâm xã tới 10 km, người dân sau khi trải qua hàng chục giờ đồng hồ bị cô lập, chịu đói khát, mưa rét vì đường vào điểm dân cư này đã hoàn toàn biến mất, cũng đã nhận được sự hỗ trợ. Lội bùn đất hàng chục km qua những đoạn đường bị sạt lở và vùi lấp, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và Bộ đội Biên phòng đã vừa mở đường, vừa cõng lương thực, nước uống đến với bà con. Ngay tại đây, lực lượng cũng đã triển khai dựng nhà tạm, khám chữa bệnh, làm công tác vệ sinh phòng dịch để người dân dần dần ổn định cuộc sống sau cơn lũ. Thì toàn đất và đá và cây chui vào trong nhà hết. Bây giờ thì chúng tôi không có nhà ở nữa, mất hết nhà. Bộ đội đã giúp đỡ chúng tôi để làm mấy cái lán để chúng tôi ở tạm. Đây là nhà tôi ở, sau một đêm là cuốn trôi hết nhà cửa. Thì hôm nay được có cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự của tỉnh đến giúp dân thì cảm ơn. Những đôi chân rớm máu và loét vì ngâm dưới bùn đất cả tuần, chưa kịp khô để bôi thuốc lại phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Những cú trượt ngã thường xuyên khi làm việc hay điều kiện ăn uống, sinh hoạt khó khăn và ít ỏi không làm các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Mường Pồn nản chí. Nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục trong nhiều ngày tới, vẫn còn có nhiều vất vả, khó khăn, nhưng những người bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn quyết tâm một tinh thần vì nhân dân quên mình. Anh em cán bộ chiến sĩ trước khi đi và kể đến bây giờ thì cũng vẫn không bao giờ tức là nói khó nói không, lúc nào cũng quyết tâm và sẵn sàng. Đến nơi thì cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị đã phát huy tinh thần cao nhất để thực hiện nhiệm vụ này và sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.